Đây là Nguyễn Hữu Đồng, 39 tuổi, ở thôn Bình Minh, xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đồng vừa bị bắt cùng với nhiều ma túy. Trước đó, vào 4 giờ sáng ngày 13 tháng 10 năm 2018, tại km 73, cộng 250 quốc lộ 9, đoạn qua thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, đội trinh sát đặc nhiệm bộ đội biên phòng Quảng Trị phối hợp với lực lượng liên ngành chống buôn lậu phát hiện một xe taxi đang lưu thông theo hướng Lao Bảo Đông Hà có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong ống quần của Nguyễn Hữu Đồng có 4 gói chứa 748 viên ma túy tổng hợp, 2 ống dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật khác. Đồng mua cái hàng này là bên Lào là bên Việt. Điện họ sẽ thôn cầm đến ở quá. Đồng mua hàng này về để làm gì? Để khó khăn này, mình liêu về để mua để về bán kiếm biết đâu. Hiện lực lượng chức năng đang xử lý vụ việc.